Chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đá nữa luôn mọi người. Mình vừa phát hiện ra được một cái hốc đá này nè. Thạch anh khá là nhiều luôn. Mà đây là trên núi nha mọi người nha. Nhưng mà mũi quá xa mũi rồi. Chịu không nổi luôn. Chắc có lẽ mình tranh thủ mình quay vài phút cho mọi người xem rồi mình lụm xiết ra quá. Nè. Wow, cái viên này nè nha mọi người. Kinh khủng viên này luôn nha. Đây mình mới gỡ ra viên nè. Đó, chắc này trời chẳng mưa nên ánh sáng hơi bị thiếu nha mọi người nha. Nó nằm ẩn trong đá, có cái viên bên đây nè, tím rệm luôn. Đây mình lấy cái gì mình khử nó ra thử ra. Cây mục nó. Đây cái viên thịt anh mình mới vừa lấy ra nè. Wow, cái này khá là to luôn mọi người. Hy vọng nó sẽ là màu tím nha. Đó. Kinh khủng khiếp luôn mọi người. Thu hoạch lớn luôn. Đây nè. Rửa ra nó mới rất là ok nha mọi người nha. Quá êm rồi. Để mình gom lại một cụm cho mọi người xem nè. Rồi chắc có lẽ nữa mình ra ngoài tìm chỗ mình rửa mình cho mọi người xem kết quả sau nha. Chứ dân này quá xa mũi rồi. Nè. Tinh thể nè. Mấy cục này thì tạp chất mình không có lụm nha. Nè. Nguyên cây tinh thể nè. Không biết nó màu gì luôn. Tại chất này nó đen quá nè. Wow. Thôi thôi luôn mọi người ơi. Quá đã luôn rồi. Thích nhất là cái khối này nè. Mình rửa khối này ra cho mọi người xem nè. Chừng nữa mình rửa ra sau nha. Mọi người xem là mê chết luôn. Đó. Mình lựa mấy viên nào trong suốt mình mới nhặt nha. Nè. Thôi thôi đi. Lớp tinh thể rồi lớp đá cái cội bự. Rất là nhiều luôn mọi người. Wow. Phát hiện này hơi bị lớn nha. Nguồn thạch anh này nữa về nó có viên bự. Về làm đi. Trang sức rất là đẹp luôn. Cục này nó do nó đục quá. Chừng nữa mình rửa ra sau nha. Để mình đảo một vòng cho mọi người xem. Đó, dài dài trên đây mình lụm lây ra hoài luôn nha mọi người nha. Đó. Rồi, mình ngưng mình trở lại cái hố này mình lụm xong rồi. Chừng nữa mình cho mọi người xem kết quả sau nha. Đây nè mọi người, thành quả mình bư nãy giờ cái lỗ này nha. Đó, mình bư vô hồi mũi chích quá trời chích chưa hết mỡ à. Nè, được bao nhiêu đây nha. Một bọc nè. Để nữa mình rửa ra cho mọi người xem nha. Tại giờ nó dính cát với bùn nè. Nên khó nhìn được đá lắm. Đây mình về nhà mình rửa ra xong mọi người. Nè. Nhìn cái viên này nè. Nó khá là trong suốt luôn nha. Viên này to quá to luôn. Còn viên này nè. Tại cái này chưa có đánh bóng nha. Với lại chưa có tẩy qua cái phèn đồ ra nè. Cho nên mọi người xem như vậy thì thấy nó còn đục nha. Nhưng mà ở trong, bên trong nó sáng lắm nha. Nè, cái viên này nó bị bể ra nè. Nó trong suốt như thủy tinh vậy nha. Đó. Đây hai cái tinh thể nè. Có viên này thạch anh khối nha mọi người nha. Khối đen nè. Mình lắc lắc nhẹ cái màn ảnh nó bị giật. Đây nữa nè. Có mình lụm mấy cục đá đỏ đỏ này về coi chơi. Đó. Khá là nhiều luôn. Rồi chắc có lẽ mình xin ngưng clip đây mọi người. Nếu mọi người thấy thích cái clip này nhớ để lại cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những chuyến đi tìm đá tiếp theo của mình nữa nha. Chào mọi người luôn nha.